như Quỳnh tuổi 53, không phải dùng thuốc ngủ, sức khỏe cải thiện nhờ yêu người đẹp trai hơn Mạnh Quỳnh. Trải qua nhiều biến cố, Như Quỳnh hiện tại đã nhận lại được hạnh phúc vô cần có. Nữ ca sĩ đang chìm trong vị ngọt tình yêu ở tuổi 53. Tuổi thơ nghèo khổ. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, là con gái đầu lòng trong một gia đình gồm 3 người con. Cô vốn không được trời ban cho sức khỏe tốt. Từ khi mới sinh, Như Quỳnh đã rất khó nuôi, cơ thể yếu và không được ổn định. Năm 1 tuổi, cô còn bị sốt xuất huyết, suýt nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bị phong thấp cùng nhiều bệnh khác. Sức khỏe yếu chính là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới giọng hát của Như Quỳnh sau này. Nhiều người thường thắc mắc về phong độ ca hát của cô khi trình diễn trên sân khấu, chê cô hát live yếu, thiếu ổn định. Nhưng ít ai hiểu rằng, Như Quỳnh đã và đang phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi Như Quỳnh được 1 tuổi, cả gia đình cô chuyển vào Sài Gòn theo cha. Kể từ đó, cô lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn. Tại Sài Gòn, Như Quỳnh trải qua tuổi thơ khó khăn khi gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, phải bán đồ đạc trong nhà đi để cầm cự qua ngày. Vì lẽ đó, cô không được học nhạc đầy đủ. Cô từng tâm sự rằng vào những ngày hè, mấy chị em cô phải nằm sát vào nhau trên tấm chiếu rách cũ đã được đắp vá nhiều chỗ, ngửa mặt nhìn các vì sao chi chít qua các liếp lá dừa thưa, được lợp qua quýt thay cho những tấm tôn đã gỡ bán đi. Tới những đêm mưa gió, nhà Như Quỳnh lụt hết, dục ướt, không còn chỗ để nằm. Mấy mẹ con cô phải nép vào nhau, ngồi sát vào một góc nhà không ướt nước, cố nhắm mắt tựa vào nhau chờ sáng. Nhạc sĩ Phương Uyên, người bạn thân thiết thời thơ ấu kể rằng, cô vẫn nhớ như in nhà Như Quỳnh ngày đó ở trong kho đạn. Bước vào còn không lát gạch nền, thậm chí không láng xi măng, chỉ có nền đất. Tài sản duy nhất trong nhà Như Quỳnh là một cây đu đủ mọc dại. Như Quỳnh khi đó chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng đồng phục đi học và một chiếc váy xếp ly màu xanh để mặc. Phương Uyên còn không biết lúc đó Như Quỳnh giặt đồ kiểu gì để có chiếc váy mặc liên tục như thế. Chính vì nhà nghèo nên Như Quỳnh ít bạn bè. Là chị cả trong gia đình, Như Quỳnh từ sớm đã phải bươn chải kiếm sống lo cho các em và cha mẹ. Thời gian đầu sang Mỹ, cô không được đi hát mà phải làm rất nhiều nghề vất vả để kiếm sống, lo cho gia đình. Như Quỳnh ở Mỹ được một thời gian thì bố mẹ ly hôn. Bố cô chuyển ra sống riêng, còn cô chuyển đến thành phố Huntington Beach ở Nam California sống cùng mẹ và em trai Tường Khuê, trong một căn nhà do chính cô bỏ tiền mua. Như Quỳnh thường xuyên phải đi lại giữa hai nơi để chăm sóc cho cả bố và mẹ. Theo lời em trai Tường Khuê, Như Quỳnh tuy ốm yếu, nhưng không khi nào ngừng nghĩ về gia đình. Từ khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, nữ ca sĩ luôn nghĩ làm cách nào để các em, cha mẹ không khổ cực. Làm được điều gì để phụ giúp gia đình, cô cũng không nề hà. Cố danh hài Chí Tài cũng từng hé lộ rằng, toàn bộ tiền kiếm được, Như Quỳnh đều lo cho ba, mẹ với em. Sau một thời gian hoạt động tại hải ngoại, Như Quỳnh dần nổi tiếng, được lăng xê lên hàng ngôi sao xuất chúng, trở thành tâm điểm của mọi sân khấu, cháy vé khắp các show. Suốt 10 năm, cô chưa một ngày ngơi nghỉ, liên tục nhận show trình diễn khắp thế giới. Từ Canada đến Bỉ, rồi Đức, Úc, khán giả vẫn thường nhìn thấy Như Quỳnh nằm ngủ gật ở các sân bay. Cô phải tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi vì không có đủ thời gian trọn vẹn cho một giấc ngủ đêm. Điểm đặc biệt là Như Quỳnh không có ekip như nhiều ca sĩ khác. Cô chỉ có một trợ lý duy nhất, nhưng nhiều lúc vẫn đi diễn một mình. Chính vì vậy, nữ ca sĩ gần như phải làm hết toàn bộ công việc bề bộn của một ca sĩ. Đến cả make up, Như Quỳnh đôi khi cũng phải tự làm cho mình một cách vội vàng trên ô tô. Đó là lý do vì sao cô hay bị chê là trang điểm xấu, thảm họa trang điểm. Chưa dừng lại ở đó, việc Như Quỳnh tăng cân, xuống sắc cũng trở thành mục tiêu tấn công của dư luận. Ít ai biết rằng, thể trạng của Như Quỳnh vốn dễ tăng cân, nên cô rất áp lực trong chuyện giảm cân. Được biết, trước mỗi buổi ghi hình show, Như Quỳnh thường phải nhịn ăn cả tuần để giữ dáng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giọng hát. Như Quỳnh không dùng mạng xã hội, hạn chế giao lưu với truyền thông để bảo vệ đời tư của mình. Nhưng cũng chính vì thế, cô phải âm thầm chịu đựng những áp lực cuộc sống diễn ra suốt nhiều năm mà không nói được với ai. Tất cả những áp lực trên khiến Như Quỳnh ngày càng stress, mất ngủ, phải uống nhiều thuốc, dẫn đến chứng tụt canxi và sức khỏe đi xuống. Lấy lại sức khỏe,
nhan sắc nhờ tình yêu tuổi 53. Ai cũng nghĩ như Quỳnh xinh đẹp và tài năng như vậy thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đường tình duyên của cô lại trắc trở. Suốt thời thanh xuân, Như Quỳnh dành hết tâm sức để kiếm tiền lo cho gia đình nên không có thời gian yêu đương. Đời người con gái ai cũng mong muốn một lần được mặc áo cưới bước lên lễ đường, nhưng cô lại không được hưởng niềm hạnh phúc đó. Như Quỳnh từng có con chung với một người bạn trai tại Mỹ, nhưng rồi sớm đổ vỡ. Trải qua nhiều biến cố, nữ ca sĩ hiện tại đã nhận lại được hạnh phúc cô cần có. Cô đang chìm trong vị ngọt tình yêu ở tuổi 53. Quang Lê trong một lần gặp Như Quỳnh ở hậu trường đã hé lộ, chị Như Quỳnh đang có tình yêu đấy. Tôi quen chị Như Quỳnh 20 năm rồi nên tôi biết, cứ khi nào có tình yêu là Như Quỳnh sẽ khác, đẹp hẳn lên. Chị Như Quỳnh dạo này ốm dữ, chị phải bớt yêu đi thôi chứ nhìn chị đẹp quá. Hồi trước tôi đi sâu với chị Như Quỳnh. Tôi đã cho chị ấy uống siro đỏ để ngủ cho dễ, mà 3 giờ sáng chị Như Quỳnh gõ cửa phòng tôi xin thuốc ngủ vì bị mất ngủ. Nhưng đó là quá khứ rồi, giờ xin chúc mừng chị Như Quỳnh vì không mất ngủ nữa, như kiểu ngủ bù cho những năm trước. Thúy Nga cũng nói thêm, tôi nghe đồn người yêu chị Như Quỳnh hiện tại còn đẹp trai hơn cả anh Mạnh Quỳnh. Tất cả mọi người đều kể chuyện về chị Như Quỳnh, nói chị dạo này hạnh phúc lắm, vô hậu trường mà cười hoài là biết ngay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.